Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phát triển ngành văn hóa thể thao và du lịch và các nội dung liên quan đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và địa phương trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch. Phong trào thể dục thể thao quần chúng đã và đang góp phần quan trọng, nâng cao tầm vóc, sức khỏe và thể lực cho nhân dân. Thể thao thành tích cao đã khẳng định vị trí của Sơn La trong top đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư và phát huy hiệu quả. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân phát triển mạnh mẽ. Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La được bảo tồn và phát huy. Du lịch Sơn La phát triển nhanh và hiệu quả, các quy hoạch phát triển du lịch được lập và triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Nhiều sản phẩm du lịch tiêu biểu được hình thành, chất lượng nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu hoàn thành 16 trên 20 tiêu chí theo quy định của luật du lịch. Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đề xuất đưa vào quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021-2030. Tổng lượng khách du lịch đến Sơn La từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2023 đạt hơn 8 triệu lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 8.000 tỷ đồng. Trong đó, 9 tháng đầu năm 2023, khách đến Sơn La đạt trên 4 triệu lượt, doanh thu ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 5.000 người. Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo rà soát, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện quyết định 687 ngày 5 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La.